Ủa Mẫn, em chưa về nữa hả? Chưa. Cô đang làm gì ở đây vậy? Cô đang ngắm mưa. Mưa hả? Ừ. Mưa có gì đâu ngắm. Em không biết đâu, vừa ngắm mưa vừa nghe nhạc. Thích lắm. Còn bản nhạc này buồn quá cô. Ừ, tuy là hơi buồn nhưng mà đây là bản nhạc yêu thích nhất của cô đó. Em có thích nghe nhạc giao hưởng không? Nghe chung với cô đi. Lãng mạn quá ha. Hai cô trò đang làm gì vậy? Ủa, anh Phúc. Em với Mẫn đang nghe nhạc. Anh nhìn thấy Mẫn vậy thôi, tuy nhỏ nhưng mà suy nghĩ chững chạc lắm đó, rất là lãng mạn luôn. Trời, cháu của tôi lãng mạn vậy ta. À, thôi em về trước nha cô. Ừ. Chú cũng về. Nè, nhưng mà trời mưa, em có đem theo dù hay là áo mưa không? Có, em có đem rồi cô. Ừ, vậy cẩn thận nha. Trời mưa mà nghe nhạc giao hưởng buồn quá ha. Nghe với em nha. Ừ. Ý, giá vé nhạc giao hưởng nè. Trời, tới 500 ngàn dữ vậy. Thì đâu mà mình đi mua ta. Hai vé là cũng phải cả triệu. Chết rồi là mới có tiền. Anh hay quá anh hay ơi. À, được rồi. Em rất là biết ơn ông trời á. Khi mà ông trời cho chúng ta là một anh em trong gia đình. Ừ. Em thương anh nhiều lắm. Được rồi. Thương. Ừ. Mượn tiền nữa chứ vậy. À, chỉ có anh hai hiểu em thôi á. Hư lắm. Suốt ngày mình là cậu học sinh á. Xài tiền chết đít thôi. Mượn nhiêu? 1 triệu. Mày điên hả Mẫn? Sao vậy? Anh bán thân anh còn không đủ nữa Mẫn. Tôi biết 1 triệu là lớn lắm đối với tụi mình không? Vậy cuối cùng là sao? Anh làm gì có đủ. Nhưng mà tôi suy nghĩ lại rồi. Tôi thấy ông trời để anh chung nhà với tôi là thật là bất công luôn. Mua tiền biến đi. Chịu rồi cũng không có nữa. Chịu là mới nhỏ mà. Minh ơi, đã làm gì vậy? Ô, tôi mới vô. Cái gì vậy? Tôi thấy tôi thật may mắn khi được làm bạn của ông. Nó mượn tiền của ông đó. Ôi trời, sao lại mượn tiền à? Ôi sao nói sớm nè. Ủa có hả? Trời ơi, tôi nể ông là em trai của Đức Minh, bạn thân tôi đưa. Bởi vậy anh kiếm bạn thân tốt ghê luôn á. Cầm giấu giấu đừng cho Đức Minh thấy. Ok rồi, cảm ơn nhiều nha. Ông giỡn mặt với tôi hả? Tám thì mượn 8.000, còn 8.000 cho tôi mượn 1 triệu. Ai biết được 1 triệu đâu mà đưa. Người đàn ông trai có 1 triệu bạc cũng có nữa. Bố tôi có đấy. Bạn đưa tôi biết mà, không bao giờ có quá 10.000 trong túi á. 8.000 này ngồi chơi không? Ai sao đây ta. Hello everybody. Bạn thân. Bạn rất thân của tôi. Bạn mới nói cái gì? Bạn là bạn thân của tôi. Cuối cùng bạn cũng thừa nhận là bạn thân rồi hả? Mình hạnh phúc quá. Vui không? Vui. Nó mượn tiền của ông đó. Có 8.000 ông cho bạn nó mượn. Yeah. Đức Mẫn bạn tôi ơi, là niềm tin, là tình bạn, thậm chí là tính mạng mình có thể cho bạn tất cả. Tiền thì mình không thiếu, mà tiền nhiều thì mình không có. Nó đâm lại mình không có tiền thì ấu dè. Giờ có 1 triệu không? Ấu dè. Một tí. Dè. Có 1 triệu thì bước vào đây. Cũng có 1 triệu đi về đi. Oh yeah. Kiếm hoài không ra vậy trời.
bạn thân. Thân nào thân, có 1 triệu không thân? Thì mình không có 1 triệu, nhưng mà mình có cách kiếm ra 1 triệu. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, bạn cứ yên tâm đi, chú mình mới mở một tiệm sửa xe bự chà bá lửa luôn, mà bị cái là nhân viên xin nghỉ về quê hết 1 tuần rồi. Bởi vậy bây giờ mình nghĩ được cách, mình sẽ giới thiệu bạn vô làm tiệm của chú mình trong vòng 1 tuần sau giờ học, và chú mình hứa sẽ trả cho bạn 1 triệu đồng. Thiệt không? Trời ơi, mình với bạn là bạn thân, mình không bao giờ nói dối bạn hết á. Gì vậy? Vậy thì được gọi là bạn thân rồi đó. Hả? Chào mẹ. Con trai cưng. Mẹ ơi, sáng sớm đựng con gái đi mẹ. Ủa rồi Mẫn đâu rồi? Nó còn ngủ phải không? Dạ không mẹ. Để mẹ lên mẹ kêu. Đâu có mẹ. Nó đi đâu từ sáng sớm rồi? Cái gì? Mẫn, cháu rửa xe kỹ thuật đó nha. Dạ, chào chú. Tiền lương của cháu đây. Cảm ơn cháu bữa giờ đã phụ chú. Khi nào thiếu người chú gọi cháu nha. Dạ, cảm ơn chú nha. Ok. Em kiếm cái gì vậy? Dạ, em đang kiếm đồng hồ. Cái đồng hồ gì? Thôi tới giờ đi ăn rồi, lát vô kiếm sau. Không được, em phải kiếm cho được, không biết để đâu rồi ta. Trời, có gì đâu, nếu mà lỡ mất á thì anh mua lại cho cái mới y chang vậy được chưa? Là sao mà anh mua được? Cái đồng hồ đó đó là Mẫn tặng cho em đó. Cái gì? Mẫn nó tặng cho em? Dạ. Ủa tại sao học sinh mà tặng quà cho cô giáo là sao? Tại vì hôm bữa đó Mẫn nhớ nhầm, là Mẫn tưởng cái ngày đó là cái ngày sinh nhật của em, nhưng mà không phải, thật ra là ngày đây rồi. Ôi hết rồi, hết giết. Cứ tưởng là Mẫn tặng cho em cái đồng hồ đó đó hả? Dạ, Mẫn cứ tưởng là sinh nhật của em nhưng mà không phải, nhưng mà lỡ tặng rồi đi đổi cũng không được nữa nè. Không lẽ anh ghen cái cháu mình hả? Gì? Anh ghen á? Thôi nha, may quá. Yeah, xong rồi, vậy mình đi ăn ha. Ừ, xuống nữa. Dạ. Thằng này cũng ngồ thiệt. Ủa, anh chưa đi hả? Em xuống trước đi, cất cái này ra. Dạ. Ủa, Mẫn. Cô.
hỏi cô này xíu nha. Ừ, em hỏi đi. Dạ, em tính hỏi cô là ngày mai cô có bận cái gì không? Nếu như mà cô rảnh á thì em định là... Hiền. Dạ. Đi em. À, ủa, đợi Mẫn. Em, để em chút xíu. Ờ, em tính hỏi cô gì hả? Dạ, không có gì cô. Em quên mất em tính hỏi gì rồi. Thiệt tình Mẫn này. Thôi, vậy thôi cô đi ăn trưa trước nha. Dạ. Gặp lại em sau nha. Dạ. Chú đi nha. Ê. Dạ. Em quên cái điện thoại rồi. Anh đi trước, đợi em chút xíu nha. Em lúc nào cũng vậy, hậu đậu quá. Mất. Dạ. Hình như là con thích cô Dự Hiền lắm hả? Vậy có rồi chú. Chú nói gì á? Có đâu. Ráng lên nha mấy em. Làm sao sớm á, tí nữa mình đi về sớm. Cố lên. Anh không tin rằng yêu sẽ hạnh phúc mãi bên nhau. Những ký ức dù thật nồng ấm rồi chỉ còn lại nỗi đau. Biết cứ thế sẽ thật buồn lắm nên trái tim không thể yêu. Tháng ngày trôi qua lặng lẽ riêng anh mà thôi. Nhưng khi anh gặp em bỗng quên hết thế giới xung quanh. Nhưng hạnh phúc mình từng xây đắp giờ chỉ cần có mỗi em. Dù cuộc đời còn bao sóng gió, khi em cười bỗng thấy con tim được bình yên và anh như sống lại. Ai gửi cho mình vậy ta? Nhạc giao hưởng. Hả? Anh đâu có biết buổi nhạc giao hưởng nào đâu. Ủa, vậy là không phải anh để hai vé lên bàn cho em hả? Đâu có, anh không biết thiệt mà. Kỳ vậy ta. Nếu không phải là anh á thì là ai? Anh nói rồi, anh không biết thiệt. Mà nè, có khi nào của cô Thi không? Cô bỏ đó không? Cô Thi hả? Em đã hỏi rồi nhưng mà không phải. À? Hay là ở trong trường mình á có ai thầm thương trộm nhớ cho nên mới tặng em hai tấm vé đó. Ừ, chắc thiệt. Thầy Quyền á, phó hiệu trưởng, là hâm mộ em. Em thấy ngày nào ông tìm em cào ràm á. Anh nói cũng đúng. Anh này dở mắc cười quá à. Nhưng mà nè, dù gì á, không biết ai, nhưng mà người ta đã có lòng thì mình phải đi, hiểu chưa? Phải đi chứ, nhưng mà có tới hai vé lận, không may anh đi với em nha. Không rảnh cũng đi nữa, vé miễn phí mà. Rồi rồi, mai gặp, vậy nha. Nè, giờ là giờ giới nghiêm rồi, phòng chú miễn tiếp khách. Con lấy con chuyện để quên. Vậy lấy đi. Rồi đi ra đi. À Mẫn, Mẫn. Có phải con... Tôi nghe nè. Cường hả? Lâu quá rồi không gặp hả? Alo. 45 phút nữa tới đón em nha. Anh phải ghé nhà anh chút. Vậy nha. Lát anh tới. Rồi rồi rồi. Ủa Mẫn. Mẫn. Sao đi về một mình vậy? Đi chú chở về nè. Mẫn. Mẫn. Thằng này. Thầy Phúc. Làm ơn rồi chở tới cái bùng binh phía trước. Có hẹn bạn ở quán cà phê, được không? Dạ.
Dạ được, đưa đây, đưa đây. Vậy nghe. Dạ. Cái gì vậy thầy? Giữa đường đi xa thì không gì kỳ lắm thầy. Không phải, tôi từ lần đầu tiên tôi được người ta chở, tôi sợ lắm, tôi phải về mới được. Nhưng mà... Đi đi. Đi. Dạ. Ây da, ây da, đau quá. Vậy thầy? Không biết nữa. À, đau, đau em thầy, đau em thầy ơi. Thầy bị gì vậy thầy? Tôi có biết đâu, tôi thôn mà nó đau lắm. À, trời thầy, đâu em thầy ơi. Thầy làm em có cảm giác giống như là giờ của anh sắp sinh vậy thầy. À, làm ơn là bưng kiếm cái bệnh nhiều người nào gần nhất cái chở tôi tới. Dạ, mau dạ. Lên. À, dạ, biết rồi, biết rồi. À, à. Alo, anh tới rồi hả? Thì vì bị đau ruột thừa, cần phải phẫu thuật gấp. Mà người nhà của thầy đi về quê đám cưới hết rồi. Phải có người nhà ở bên cạnh mới được, cho nên anh phải ở lại. Hả? Vậy bây giờ sao? Vậy thôi anh đi qua với thầy Quyền đi. Ờ, có gì chừng nào em rảnh em qua sau cũng được. Ờ, em rủ bạn đi đi nha. Dạ, để em rủ bạn em đi. Bye bye anh. Biết rủ ai bây giờ? Gì? Nghe nhạc giao hưởng hả? Ừ. Cũng được, tôi đang rảnh. Vậy đợi tôi xíu nha, để tôi đi về hả? Ê! Nè! Nè! Ê! Alo, cái gì vậy bà? Alo, alo! Bây giờ tôi đang bị bắt cướp rồi, có gì gọi điện sau nha. Rủ ai đi bây giờ? Bỏ thì tiếc quá. Thôi, không ai đi, mình đi một mình vậy. Khi trời bên mưa, trời không có nắng. Khi ngày không em, ngày thêm trống vắng. Từng cơn gió như muôn nhăn vỡ, mà sao gió chẳng thể nào nói để anh càng thêm rối bời. Để rồi mưa tan, trời mai nắng tới. Ủa, Mẫn, em đi đâu vậy? Đi hóng mát thôi à? Còn cố đi coi hả? Hả? Không có gì hết cô. Mẫn à, không lẽ em đã... Dạ, sao? Không có gì. Mà chiều nay em có rảnh không? Nếu mà em buồn á, em muốn đi nghe nhạc giao hưởng với cô không? Cô có hai vé nhưng mà không có ai đi chung với cô hết. Lắng nghe nhịp tim đôi ta thuần thương, lắng nghe thời em bận rồi hả? Như đang đứng lại. Rất tiếc chứ cô là em rất là rảnh. Nếu mà em rảnh thì em muốn đi với cô không? Dạ muốn. Vậy mình đi ha. Dạ dạ. Nhưng mà thôi, mình tranh thủ mình đi liền giờ luôn đi. Chứ mới còn một hồi nữa là tới giờ kẹt xe là mình trễ giờ đó. Dạ dạ, đi 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 cô. Đi đi đi. Ta vẫn mãi love.